Giá heo hơi hôm nay ngày 12 tháng 9, giá thu mua giảm giải rác ở một vài nơi. Giá heo hơi hôm nay, ngày 12 tháng 9 giảm 1.000 đồng mỗi kg tại một số địa phương thuộc ba miền. Người chăn nuôi heo rẻ rặt tái đàn vụ Tết do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu lên kế hoạch tái đàn, tăng đàn để bảo đảm chủ động nguồn cung thực phẩm dịp Tết 2023. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm 1.000 đồng mỗi kg sau khi đi ngang vào cuối tuần trước, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay có dấu hiệu hạ nhẹ tại một vài nơi trong khu vực. Trong đó, thành phố Hà Nội giảm 1.000 đồng mỗi kg, hiện thu mua với giá là 67.000 đồng mỗi kg, cùng với Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Trong khi đó, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang và Lào Cai tiếp tục giao dịch trong khoảng giá từ 65.000 đồng mỗi kg đến 68.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 65.000 đến 69.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 68.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 65.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 68.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 69.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 66.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 67.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 60.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 69.000 đồng mỗi kg. Hà Nam là 65.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 67.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 67.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 66.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 67.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ. Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận biến động ở một số địa phương trong hôm nay. Sau khi giảm nhẹ một giá, Thanh Hóa hiện thu mua tại mốc 65.000 đồng mỗi kg, cùng với Nghệ An. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Khánh Hòa. Bốn tỉnh gồm Quảng Bình, Lâm Đồng, Đà Lạt và Ninh Thuận giữ nguyên giá heo không đổi khi giao dịch trong khoảng 60.000 đến 64.000 đồng mỗi kg, mốc giá thấp nhất khu vực là 59.000 đồng mỗi kg, ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 59.000 đến 67.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 65.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 65.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 65.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 65.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 65.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 6. 17.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 66.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 65.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 65.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 63.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 60.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 60.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm nhiều nhất là 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng mỗi kg tại một vài tỉnh thành trong khu vực. Cụ thể, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng mỗi kg so với hôm qua hiện thu mua heo hơi tại mốc 64.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng đang giao dịch chung mức 61.000 đồng mỗi kg, không đổi so với hôm qua. Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương giữ giá cao nhất khu vực, đạt ngưỡng 66.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 60.000 đến 66.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 62.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 65.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 60.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 62.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 62.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 65.000 đồng mỗi kg, Long An là 64.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 66.000 đồng mỗi kg, An Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 64.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ là 61.000 đồng mỗi kg, Tiên Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 6. 13.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 65.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 65.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 61.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 61.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 60.000 đồng mỗi kg. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa, Hiện đang là thời điểm người chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh chuẩn bị con giống để chăn nuôi cho vụ Tết, theo báo Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngành đang ra soát lại số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn để có kế hoạch tái đàn, tăng đàn vật nuôi để bảo đảm chủ động nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong những tháng cuối năm 2022. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng khuyến khích người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng bảo đảm chất lượng và phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ở ba miền giảm giải rác 1.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 59.000 đến 69.000 đồng mỗi kg.